Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Sengi đây. Hiện tại đây có firm bài của mình đang có, đó chính là bài khổng lồ, U Linh và bắn tỉa nha. Và đang đi chung với Sen, MyFi, Affiliate và các link 1 sao. Còn tướng tanker chính của mình đang có, đó chính là con Aatrox này, tướng 2 tiền 2 sao. Và đang cầm tới tận là 3 cái trang bị lớn nha. Giáp lửa nè, một cái trang bị thần thoại con, cũng như là một con khổng lồ luôn nha mọi người. Xôi rồi, gặp luôn cái ông này AFK anh em ơi. Đầu hàng luôn hả? Chủ thắng free luôn anh em ơi. Hấp vội luôn ấy chưa. Và từ đầu game mới tận bây giờ là mình cũng đang có được một lượng máu cũng khá là ổn luôn á, với 92 máu nha, ra bài chấm như này. Và mình cũng đang có mặt trên server BB nha mọi người, để cùng với anh em tiếp tục cái series á, đó chính là đấu trường chân lý mùa 11 ha. Ui, cái bà thiên cung khai dích carry mạnh nha. Hội ngồi về đây anh em ơi. Hồi ngồi gì đây? Ari ban phước cho đội của bạn hiệu ứng chiến đấu trong thời gian còn lại của trận đấu. Tăng máu nè, tăng phép và tăng đam. Chắc là mình lấy đam đi mọi người, lấy đam nha. Tại vì đồ của mình đang lắp là cuồng đao ánh sáng cũng như là một cái cung xanh. Lấy phép thì lại hơi phí, lấy máu thì mình lại không có cần. Lấy đam thôi mọi người. Và mình cũng đang muốn tiếp tục tích tiền và lên tầm level 8 hoặc level 9 nữa, để mà mình có thể roll kiếm được mang tướng 4 tiền 5 tiền mới bay sao của anh em ơi. Test thử thôi. Tại vì còn rất là nhiều tướng luôn mình chưa test được anh em. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì mình cũng đang muốn test thử một cái vị tướng 4 tiền carry mà đang vật lý nha, đang rất là mạnh luôn mọi người ơi. Đó chính là bài Ash carry tướng 4 tiền nha. Và chắc chắn rồi phải là bay sao luôn nha mọi người. Ây da, ông này AFK à, ngon thế nhờ. Chuỗi thắng 3 chờ một cái free luôn anh em. Bủ vội, let's go. 50 tiền ở level 5 như này. Nói chung mọi người muốn roll được tướng 4 tiền 3 sao á thì lên được tầm level 9 là ok nhất. Nhưng mà level 8 á, roll vẫn ra được nha mọi người. Ở level 8 của mọi người đang chơi mùa 10 á thì tỷ lệ roll tướng 4 tiền nó chỉ có là 18% thôi. Nhưng mà ở mùa mới này tỷ lệ roll tướng 4 tiền level 8 á nó tăng lên tới là 22% rồi nha mọi người. Khá là cao luôn á. Nhưng mà level 9 á, tỷ lệ roll tướng 4 tiền thật sự nó cũng đang rất là khác biệt. Đó chính là 35% luôn á. Rất là cao. Nên mình sẽ dựa vào tình huống cũng như là máu của mình đang có. Nếu như máu của mình nhiều và đang không có ai chơi chung Ash cả thì mình sẽ lên tầm level 9 luôn anh em. Còn nếu như mà máu của mình ít bị đấm thật sự là đau anh em ơi thì mình roll level 8 luôn để kiếm cái form bài đép máu sẵn cũng như là roll kiếm Ash 3 sao luôn nha. Trời, con Ash không ai lấy luôn hả? Thế tôi xin vậy. Ash tướng 4 tiền carry luôn nha mọi người. Và từ đầu game mới tận bây giờ là mình cũng đang được cái combo lõi không phải là quá ngon nhưng mà đép máu ổn đó. Đó chính là một con khổng lồ nha. Mình lắp luôn cho con ai chót rồi nha mọi người. Và cái quan trọng nhất á là lõi 2 kim cương rất là mới luôn nha. Rất là mới luôn anh em ơi. Đó chính là nâng cấp tuyệt phẩm. Cái này có nghĩa là nó cho mình một cái trang bị nâng cấp tuyệt phẩm luôn nha mọi người. Anh em được lựa chọn trang bị sáng của mọi người đang có luôn. Rất là bái hả? Giả bộ con Ash này của mình á, nó đang cầm ba cái trang bị lớn thì mình chỉ cần bỏ cái đó vào thôi là mình sẽ được lựa chọn một trong ba trang bị sáng đó nha. Nói chung á là mọi người vẽ được trang bị sáng với cái lõi kim cương này. Với cái lõi kim cương kho thần tích của mùa 10 của mọi người đang chơi á thì nó sẽ cho mọi người được chọn một trong năm trang bị sáng ngẫu nhiên. Còn cái lõi kim cương này á, nâng cấp tuyệt phẩm, nó cho mọi người được chọn trang bị sáng của mọi người đang có luôn. Thế nó mới bá chưa. Ông này là khai dích 3 sao đi chung với thiên cung khổng lồ thần rồng và tử thần à. Gặp bà ngải của mình thắng luôn kìa anh em ơi, gớm chưa. Mà làm sao mình chủ thắng 4 trận luôn rồi nè. Nói chung á, là ở bên server BB này người ta AFK đầu hàng rất là nhiều luôn. Tại vì người ta cũng đi săn lõi, săn tướng cũng như là làm content như mình đó mọi người. Nhớ hồi mấy cái lúc trước á, tầm 2-3 năm trước thì Riot vẫn chưa cho tạo admin server này á mọi người. Tạo rất là khó cũng như là cái lượng người chơi rất là ít luôn á. Người ta giữ ạc lắm, kiểu như là cố gắng không có phạm bất kỳ một cái lỗi nào ở trên server này á để mà có thể giữ được ạc chơi nó càng lâu là càng tốt. Tại vì hồi xưa ạc BB hiếm lắm anh em, rất là khó để mà kiếm được. Còn giờ đây là tạo được mà, nên người ta vào người ta đầu hàng AFK liên tục. Đó là chịu ơi. Mà bên đây Trung Quốc nhiều lắm anh em, thề. Ông này là Qna nè, Qna 2 style battle mọi người. Nhưng mà Ash nó bắn kìa, mọi người thấy gớm không? Mũi tên của nó bay nhìn hơi kỳ anh em. Mũi tên bay hơi kỳ nha.
Bay hình cái vòng cung nó nhìn hơi kỳ nha. Mafia 2 style à, lên luôn cho em nó nha. Và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu, thử thách hoặc lễ tưởng nào muốn mình làm thêm á, thì nên mới đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Còn Ash này mình nghĩ là chỉ cần trang bị tốc đánh rồi đem vật lý và cả hồi phục thôi là ok rồi. Mình thấy là ở mùa mới này á, nó thật sự rất là hay cái việc đó chính là có thêm hội ngộ anh em ơi, có thêm kỳ ngộ á. Cái mùa này đúng kiểu là cái mùa tu tiên luôn á anh em ơi. Gặp được kỳ ngộ xong rồi nâng cấp bí kíp võ công lên các kiểu cũng như là cái tên của cái mùa này với lại là skin của tướng luôn mọi người. Trời ơi, cái mùa này là cái mùa tu tiên gì nữa anh em. Nhìn thật sự là skin hơi nhức mắt á. Rồi, đội hình đẹp luôn. Level 7 với khổng lồ, bắn tỉa, sứ thanh hoa và Ulin với Asgari. Hai cái trang bị lớn rồi nha. Cuồng đao ánh sáng cũng như là mỏ cung xanh. Ở level 7 thì tỷ lệ ron tướng nó sẽ thay đổi về cái việc mà tỷ lệ ron tướng 3 tiền nha mọi người. 3 tiền với lại là 2 tiền 1 tiền. Từ level 7 trở lên đó thì mỗi level thì Riot sẽ thay đổi một chút tỷ lệ ron tướng. Ở từng level 1 sao, 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, 4 tiền và cả 5 tiền nha. Còn từ level 7 trở xuống á, thì Riot sẽ không thay đổi bất kỳ một cái tỷ lệ ron tướng nào cả. Nó vẫn là như vậy thôi. Gặp cái ông này, một cái đội hình khá là mạnh nha mọi người. Tại vì mình đang chuối xài tiền mình ron đó. Còn mấy công này là đang chơi cái bài mà kiểu như là slow ron đó mọi người. Kiếm 2 sao, 3 sao nhiều. Tầm này thì mình chưa mạnh đâu, tí nữa cơ, tí nữa mình phải ron đó. Rồi, để cùng xem thử cái loại thứ ba nè. Và đó là một cái loại vàng ngay này mời. Lập đội thuật sư thiện chiến và trang bị Pandora. Túi đồ sư hùng. Được hai cái Neko cỡ nhỏ thôi. Một cái ấn định mệnh, một con King Red à. Không ngon cho lắm anh em. Là cái trang bị Pandora nha. Mình muốn vẽ đồ á. Tại vì cái bốn cái mảnh trang bị của mình đang có nè. Thì nó không có lắp được cho con Ash này một cái trang bị đam nữa mọi người. Nên nhìn nó hơi lỏ ăn tí. Vẽ ăn chút đồ đi. Ở level... ở mùa này thì mọi người roll 4 tiền 3 sao level 8 nó khá là dễ tại vì nó tăng thêm 56% vậy á. Nên roll nó cũng dễ hơn. Mọi người chỉ cần mình nghĩ là có một cái Neko thôi thì roll nó cũng dễ ra rồi. Và cái mùa này á mọi người đừng quên nha tại vì có nhiều anh em hỏi mình á thì cái mùa này nó sẽ không có siêu sao nha anh em. Mùa này là mọi người roll chay chay thôi, roll chay chay thôi. Mà mình không có biết là Riot có sửa là cái bể tướng không nữa anh em. Hình như là theo thông tin đó là vẫn không thay đổi gì cả. Tướng 5 tiền vẫn là 9 con, tướng 4 tiền vẫn là 10 con. Ron hơi khó nha. Hồi mùa trước á là tại vì có siêu sao nên lên 3 sao mấy tướng 4 tiền, 5 tiền nó cũng khá là dễ. Còn riêng ở cái mùa này không có siêu sao nhưng mà Riot vẫn giữ cái bệ tướng đó, 5 tiền là 9 con, 4 tiền là 10 con á thì lên 3 sao hơi khó nha, thật sự luôn á. Hội ngộ gì đây? Đường Timo anh em ơi. Được gì đây? Tôi sẽ thắng phần thưởng 14 vàng, tôi sẽ thu phần thưởng 7 vàng. À, cái này có khác gì cá độ đâu mọi người. Có khác gì cá độ đâu. Thắng á, thì gấp đôi, thua á, thì cũng được một chút. Ông này thì nhìn cũng không phải là quá mạnh mọi người. Nhưng mà thôi, tôi sẽ thắng đi anh em ơi. Đội hình của ổng nhìn qua thì không phải là quá mạnh đâu. Tại vì tướng 1 tiền 2 tiền vẫn còn nhiều nha. Còn tướng carry của ổng á thì nhìn cũng hơi lỏ anh em ơi. Và với cái kỳ ngộ này á thì mọi người sẽ biết trước được mình sẽ gặp ai. Một round thôi mọi người. Ây da, gặp bạn ảo quá. Ngon anh em ơi. Ngon luôn á chứ. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Tại vì bạn ảo quá nhiều khi nó sẽ không có mạnh bằng bản thật mọi người. Nhiều khi là mình bú được á. 14 vàng luôn á, cố lên. Thôi là mất tiền. Đúng rồi, ăn được, ăn được, ăn được. Ở đây mời Ash nó bắn kìa. Ash nó bắn kìa. Gớm luôn á, cho trộn 14 vàng vào túi ở đây mời. Ngon. Mình dùng có mười mấy vàng à để lên level thì mình sẽ lỗ tầm 1-2 vàng tiền lãi. Nhưng mà mình nhận được thêm 14 vàng thì quá lời anh em ơi. Quá lời. Ông nào mà chọn sai á thì không những không được thắng mà còn mất tiền nữa. Tại vì mọi người phải chọn đúng mọi người mới được tiền. Cái bộ mọi người chọn thắng đi mà mọi người thua thì không được tiền thôi. Thà mọi người chọn thua thì mọi người thua được 7 tiền. Mọi người chọn thắng mọi người thua thôi đó, chịu.
mất tiền luôn. 24 vàng anh em ơi, giàu điên. Rồi, lắp luôn cho em nó một cái combo trang bị thật sự là đẹp như trong mơ luôn. Có vô cực, có cung xanh và có luôn một khuôn đá sáng. Rồi, có ăn set tướng 5 tiền rồi mọi người. Đổi một chút đội hình đi, Torres 2 sao nè. Mình chỉ cần con Ash này 2 sao thôi mọi người ơi, thì thật sự là bá đạo luôn. Đây, 4 bắn tỉa rồi nha. Bắn tỉa thì một cái đội hình thì thật sự là anh em cũng quá là quen thuộc rồi. Tại vì cái hệ bắn tỉa này á, nó có rất là nhiều mùa luôn rồi anh em. Thiệt luôn á, nhiều mùa lắm luôn rồi. Mình sẽ thử để cho nó đổ cái trang bị thần thoại con kia thử nha. Ông này là Kaisakari, đi chung với mặt ảnh nè. Chỗ Ash nó bắn rồi anh em ơi, nhường điên gì đó. What the, Ash này mạnh nha anh em ơi. Ash này mạnh nha, thật sự là ghê gớm á. Hên quá mua được con MMU nữa. Kobuko mời bạn tham gia khiêu vũ cùng. Càng nhiều người tham gia phần thưởng sẽ càng lớn. Giờ còn 5 đứa. Giờ còn 5 đứa anh em ơi. Vậy là ít người là phần thưởng nhỏ đó. Đủ gì vậy? Chia mỗi người một cái à? Ý là nếu mà tầm ra 4 chấm này mà còn 8 người sống nha, thì khiêu vũ nó chắc là cho quà, chắc một cái Neko luôn á anh em. Còn này được cái gì đây? Một cái phần quà gì đây? Được 2 cục mọi người. Được 2 tiền với lại là một cái mảnh trang bị. Là lớn dữ chưa? 5 đứa luôn mà anh em, cũng đâu phải là nhỏ đâu. Chúng tôi còn Ash 2 style đấy. 4 tiền cái nó ra quá trời luôn. Amumu 2 này nha. Còn Cách Linh đó là một cái vị tướng 1 tiền thôi nha mọi người. Mình thấy là kỹ năng của nó là vẫn có thể carry được. Nó giống như cái con mà Cách Linh hồi cái mùa mà thời không 3.5 của mọi người đang chơi á. Carry cũng tốt, không phải là cùi đâu nè. Mà Ash chưa 2 thì bắn bằng này hơi mệt đó. Ông này là Senna 3 luôn rồi kìa. Senna 3, 3 đồ, mà đồ ánh sáng nữa. Nhưng mà Ash, cố lên. Ui, xém thắng luôn á, này mời Ash 1 mà nó bắn rồi. Gớm với trời. Ê, con Ash này đem nó hơi lỗi luôn á mọi người. Một cái trang bị tăng cơ à. Cái trang bị này mà chơi chung với set đó anh em ơi thì nó hơi yếu nha. Tại vì cái trang bị thần búa tấn công này là mọi người phải cho tướng đứng một mình thì mới được tăng máu. Còn nếu như mà con set này mới và nó nâng hai đứa kia như vậy thì sao đứng mình được. Thôi đợi đổi thôi anh em ơi. Mình có cung xanh rồi nha mọi người, nên không có cần phải lắp cái giáp vàng nghiệp thần làm gì cả. Chừng nào mà mình không có cung xanh á thì mới lắp sau. Tại vì đầu game á mình đâu có hộp quà đâu anh em ơi, nên phải lắp cung xanh thôi. Ui, Ash tự 2, ngon lành cành đào luôn. Sen 2 sao là luôn cho em nó nha. Hồi nãy Ash mới có 1 sao à, mà nó đã mạnh như vậy rồi. Bây giờ Ash 2 sao thì mọi người nghĩ đi, nó bắn như thế nào nữa. Và nếu như em có bất kỳ một cái góp ý gì vào cách mình chơi game hoặc làm video á, anh em đừng quên góp ý bình luận giúp mình ở phía dưới nha. Đây là mùa 11 nha mọi người, và mình cũng đang chơi trên server BB thôi. Tầm ngày 20 á, ngày 20 thì nó sẽ về Việt Nam. Ông này full tướng chưa làm được đồ á. Ash nó bắn à. Khai giết carry với chúng tôi à. Bắn được Ash ơi. Ash ơi, ok. Bên đây Trung Quốc nhiều điên anh em ơi, Trung Quốc nhiều ác luôn. Lobby 8 đứa là phải 5-6 ông Trung Quốc rồi. Mình đang có 4 con Ash đã level 8 rồi nha mọi người. Đây, như anh em đang thấy thì ở level 8 này tỷ lệ roll tướng 4 tiền nó lên tới là 22%. So với hồi trước chỉ có là 18% thôi nha. Nó tăng cũng nhiều ấy. Tăng thêm 4%. Gặp công top 5 mà 16 máu còn lại. Và ông cũng đang là một cái người mà gọi là yếu nhất anh em. Chắc mình có thể thắng được thôi. Một cái trang bị cánh tay kim cương tăng cơ à. Ông này là Kaisakari nha. Kaisa là tướng 4 tiền nha mọi người. Ông đang cũng có một cái đồ hình và cái form đồ cũng đẹp phết đấy. Ash bản nào. Bị stun rồi nhưng mà nó tỉ được rồi anh em ơi. Nó tỉ. Cài sao với chúng tôi à. Cái kỹ năng con Ash này á, nó có khác gì là đang đá đầu tên bạn đâu anh em. Thật luôn á.
kỹ năng cái này nhìn nó bay bay nó hơi kỳ. Ui, một cái trang bị tăng cơ ngon anh em ơi, giáp sư linh quá ngon luôn rồi. Mùa này mà đi chung với giáp sư linh với lại là ui ác xấu con, wow wow dễ chưa. Không ra rồi anh em, mới khen xong. Ây da, ây da, bị lừa rồi chăng đây, mới khen xong rồi luôn lại không ra con nào. Với lại là mình cũng chết sơ qua rồi nha mọi người ơi. 4 công còn lại thì đang không có ai chơi Ash cả, nên chỉ cần mình đủ hơn và nhiều tiền thôi anh em ơi, thì roll được Ash 3 sao là chuyện ok đấy. Trời, con Ash 2 sao nó bắn kìa này, nhức nách luôn á. Ê mạnh nha, mạnh nha, mình không biết là sau mấy cái phiên bản nữa thì Riot có nớp là con Ash này không á, chứ nó mạnh vãi. Đi chợ tướng 4 tiền là có Lilia, Annie các kiểu. Nhưng mà cái set anh em ơi tướng 5 tiền. 5 tiền của mình đang chơi. Cũng như là có được thêm một cái trang bị tăng nữa. Khá là ổn. Ông kia hơn nhờ, bị mình đấm mà còn đúng một máu thôi. Ui, 8 con rồi nha mọi người ơi, một con nữa, một con nữa, một con nữa. Let's go. Ra luôn không? Ra luôn không? Bung hết tiền luôn anh em ơi, tầm này tích làm gì nữa. Ai da, một con nữa bạn ơi. Đừng mà. Đừng lừa mình như vậy. Đừng lừa mình như vậy. Ai da. Cây nhờ, đúng là con cuối cùng anh em. Mình mong là Riot sửa lại cái bể tướng nha, tại vì hồi cái mùa 10 á thì là có siêu sao. Nên sửa lại cái bể tướng là 4 tiền 10 con, 5 tiền 9 con mình thấy nó hợp lý. Cái sang cái mùa 11 này á không có siêu sao anh em ơi, thì roll chain nó thật sự là nó hơi khó khi mà không có siêu sao á. Nên nếu mà sửa lại bể tướng thì ngon. Ây da, ây da, hết tiền rồi đây mới. Bán tướng roll tiếp, bán tướng roll tiếp. Thật sự là phải khô máu á. Ây da, bán set luôn nha mọi người. Rồi xong, nó lừa mình rồi. Bán là tán gia bại sản luôn rồi đây mới. Bán hết tướng luôn rồi đó. Chừa lại mấy tướng tăng tăng một tí thôi. Tại vì mình nghĩ đam của mình đủ rồi. Không ra là không ra mà. Hôm nay level 8 hơn 50 tiền với confirm bài thiên cung tử thần đi chung với Khajiit Bido carry. Cái con Khajiit này đang là một cái vị tướng 1 tiền carry rất là ác luôn á này, mạnh VL luôn á. Nhưng mà Ash bắn nổi không? Ash. Trời, nó cào kìa này, mơ nó cào cào kìa. Gớm chưa? Mới Ash full đồ nó cào đúng một cào thôi. Không què vậy ta. Catlin, Senna, Aphelios cũng như là Ash full cây máu. Mỗi đứa đúng một cào nha mọi người, không hơn không kém đâu. Mạnh điên. Với lại là đồ của nó cũng đẹp. Một cái áo tròn chống sốc đam, một cái móng vuốt ánh sáng, lên máu phải gọi là bắn không chết nổi. Ước gì đánh quái tầm này nó ra cho tôi luôn một cái Neko cỡ lớn thì khỏi phải bàn rồi. Lên 5 vàng lộn, lên 4 vàng 3 sao là dễ. Một cái Neko. Không có à. À, nhưng mà tiền nhiều ở đây em ơi, tiền nhiều nha. 22 tiền, ra đi mà. Master một con nữa. Con cuối cùng luôn luôn là con khó nhất luôn anh em. Oh no. Oh no. Oh no. Cái gì đây, nãy giờ mình roll là chắc phải là 50 tiền á anh em ơi. Chắc là hơn luôn á, nãy giờ roll chắc là phải tầm 60-70 tiền cỡ đó luôn á nha, tại vì 3-4 round rồi. Không ra là không ra mà, cay chua. Ông này giờ không biết thắng nổi không nữa. Lúc đầu thắng được anh em ơi, chứ bây giờ khó rồi. Ui, Aston bọn bắn gớm lắm anh em. Ê, bắn gớm luôn á chứ.
bán thách tướng nhưng mà đội hình của mình nó vẫn gọi là một cái gì đó nha. Vẫn gớm luôn á chứ anh em. Ass nào. Đừng lừa tôi như thế. Ờ, bán hết tướng luôn á này mời. Trời. Chịu nha, chịu nha. Đang không có bất kỳ một ai chơi Ass luôn nha mọi người. Là có mỗi mình chơi thôi á. Mà bởi tướng nó ít quá, Ron level 8 này không có Neko thì lại hơi khoai. King Red 3, nhưng mà mình sẽ gặp cái ông top 3 này. Sena 3, Aatrox 3, ổng là một cái form bài Slowron đó nên mà kiếm tướng 2, tướng 3 tiền bài sao á. Hơi khó cho tôi rồi, tôi bán hết tướng rồi mọi người. Ơ, à, nhưng mà, ui, con Ash này nó mạnh điên cái này mà. Bán hết cái dàn tăng luôn rồi đó, toàn cái dàn tăng 1 sao, full 1 sao. Nhưng mà vẫn thắng được. Oh shit. Có khi nào tôi Ron không ra nhưng mà đi chợ rau 6 chấm nó lại cho tôi một con Ash ở cái rau đi chợ lượm về 3 sao luôn không anh em. Tại vì cái trường hợp này á không phải là mình vẽ đâu anh em ơi, tại vì mình đã từng gặp rất là nhiều lần rồi. Mình Ron kiếm tướng 4 và tướng 5 tiền 3 sao nó không ra nhưng mà đi chợ nó lại có nha và lượm về 3 sao một cách dễ dàng luôn. Trường hợp này mình gặp hoài luôn á chứ. Không phải là cái lần đầu tiên đâu. Ông này thì mình thua chắc anh em ơi. King the Red 3, Khajiit 3, đội hình thật sự là mạnh khắc chế mình luôn á. Tại vì Khajiit này là một cái vị tướng sát thủ á. Mà đội hình của mình lại chơi ADC. Gặp nó là khắc chế cứng rồi. Thắng sao nổi anh em. Giờ Ash 3 thì còn may ra. Đi chợ nào. Và đó là Ash không. Gì đây? Cái đậu xanh rau muống. Ố, vẫn có anh em ơi, có Ash không? Không có Ash rồi. Alune thêm một trang bị hoàn chỉnh vào ra đi chợ à. Ây da, không lượm được con Listener ra luôn rồi. Ơ, nó tự lượm về giùm mình luôn anh em. Đây rồi anh em ơi. Cuối cùng cũng lên được con Ash này 3 sao, let's go. Woo. Trời ơi. Tôi Ron, tôi bán Sen 2, tôi bán cái con Alpha 2, tôi bán luôn Sena 22 cũng như là mỗi round Ron tầm mười mấy hai mấy tiền, 5-6 round liên tục rồi. Mà giờ cũng không biết là thắng nổi hay không nha anh em, tại vì dàn tăng của mình nó hơi mỏng và đội hình của ổng là khắc chế mình nữa. Ổng là set 2 luôn kìa, tướng 5 tiền 2 sao. Ash, lên bên đây nè. Chiu. Chiu. Bắn nào lên bên đây nè. Chiu. Trời ơi, sóc đem lại chiến luôn anh em. Chiu. Ê mạnh nhờ. 15 cái đem mọi người ơi. Bá đạo thật sự luôn. Nếu như đội hình này của mình full 2 sao và sắp chuẩn, không có còn Ash 2 luôn nha. À lộn. Không có còn Ash 3 sao luôn nha mọi người. Chỉ còn là Ash 2 sao và full của đội hình này 2 sao thôi. Như là set 2 nữa thì mình vẫn có thể ăn được cái ông này, nhưng mà phải là sấp chuẩn. Tại vì cái con Khajiit này á, nó sẽ cào vào cái vị tướng nào mà đang thấp máu nhất, có phần trăm máu thấp nhất ở bên tay mình. Mà những cái vị tướng mà có phần trăm máu thấp nhất á, thì nó sẽ gần như là luôn luôn là mấy cái vị tướng đứng hàng dưới là carry. Nên nó có một cái nội tại đó, nên bắt tướng carry hàng dưới dễ lắm anh em. Cắt chơi cứng mấy con tướng carry hàng dưới như mình luôn á. À, dàn tăng của mình nó mỏng điên ở đây mà. Rồi xém thua luôn nha. Cái con Khajiit hồi nãy mà nó cào chết được con Ash trước là mình thua rồi. Ash 3 nhưng mà mình nghĩ là chỉ cần hai cào thôi anh em ơi. Hai cào là mình đi á. Mà hai là được Ash 3 sao thật sự là một cái sự khác bọt. Khajiit thì một kỹ năng thôi là bay màu rồi. Ông này lên vào 9 nè. Hình như là ổng đang roll kiếm form bài full 2 sao 5 tiền, cũng như là ổng đang roll kiếm cái con on tướng 4 tiền 3 sao. Cái con on đó là mình cũng đã từng lên được một cái vị tướng, từng lên được một cái trận đấu mà cái on 3 sao rồi nha mọi người ơi, nhưng mà carry không nổi tại vì nó là tướng tăng cơ. Nó không phải là kiểu như con Ash này 4 tiền 3 sao mà carry. Anh carry không nổi anh em ơi.
đã từng có rất là nhiều trận mình lên được tướng 4 tiền 3 sao luôn nha, ở cái mùa mới này nè, 11. Nhưng mà không có được top 1 luôn anh em, không top 1 nổi. Cái trận này thì xém thua luôn á chứ. Đây ơi, form bà này thì khỏi thua anh em ơi, thua không nổi nữa rồi, thua không nổi nữa rồi, chắc chắn luôn là như vậy. Có con set này 2 sao full tăng, Amumu full tăng. Thu hổ cái, ông này đang roll kiếm on 3 đấy nha, đang roll kiếm on 3 đấy nha. Rồi, hay dít nó luồn ác gì anh em ơi, có kìa, what the hell. Nhưng mà Ash bắn được, Ash bắn được. Thắng luôn không? Ui, chưa thắng à. Còn đúng 2 máu anh em. Ông này xếp bài cho khi chích nó luồn ác luôn anh em. Nó luồn từ ở phía bên này, nó luồn xuống qua phía con Senna Aphelios cách linh luôn mà. Hên mà tự bay lên lại. Đỡ. Nó luồn nó cào chết con Ash là mình thua rồi. Hên quá, hình như là ổng không có đủ tiền roll on 3. Ổng lên được con on 3 thì thật sự là cũng hơi mệt. Tại vì tướng 4 tiền 3 sao mà đối đầu với tướng 4 tiền 3 sao nó cũng là 50-50 anh em. Vô Ash bắn được, bắn có cuồng đao ánh sáng, bắn nhanh lắm anh em. Kỹ năng lên một phát chết 2-3 con. Ơi thua hả? Ui, Ash bắn được cái này mời 20 cái đam luôn mà. Và ok, bye bye tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đến với BNU Store nha. Nào chúng ta sẽ cùng dạo qua một vòng cửa hàng ha. Anh em sẽ cảm nhận được sự đa dạng của sản phẩm cũng như là sự kỳ công, tỉ mỉ trong từng chi tiết ở từng sản phẩm của BNU Store. Từ những chiếc quần Âu lịch lãm đến trang phục hàng ngày thoải mái, từ áo sơ mi thanh lịch đến trang phục thể thao phong cách, BNU Store tự tin mang đến cho bạn sự lựa chọn đa dạng và phù hợp với mọi tiêu chí của anh em. Nhân dịp một năm thành lập cửa hàng á, thì mình cũng xin được phép gửi đến em một cái chương trình tri ân đặc biệt, đó chính là ngập tràn quà tặng nhân 3 niềm vui. Với mỗi đơn hàng trên 300.000, mọi người sẽ nhận được hai chương trình khuyến mãi. Đầu tiên á là free ship, thứ hai là được chọn hai cái mẫu móc khó quà tặng tựa game đó cho chân lý nha. Bây giờ mình sẽ cùng với anh em và mua thử một cái chiếc áo ở trên cửa hàng BNU Store của mình nha. Anh em cứ chọn vào những cái mẫu này mọi người thích đó, xong mà bấm chọn size nè, rồi bấm thêm vào giá hàng nha, là sẽ được thôi. Sau khi mọi người đã thêm vào giá hàng thành công rồi á, anh em bấm thanh toán nha. Khi mà vào đây á, mọi người sẽ được tặng một cái phần quà miễn phí, đó chính là móc khóa nha. Anh em bấm vào chỗ này nè, thì sẽ hiện ra hàng loạt móc khóa cho mọi người chọn luôn, rất là nhiều mẫu khác nhau. Anh em chỉ cần bấm thêm thôi là được nha. Và sau khi mọi người đã chọn được phần quà xong rồi á, anh em kéo xuống dưới đây và điền tất cả thông tin để giúp mình nha. Và như event của mình đã nói ở trước đó nha mọi người á, thì anh em được tặng thêm một cái mẫu móc khóa tùy chọn, anh em có thể ghi chú thêm ở dưới đây. Và khi thanh toán á, mọi người sẽ có hai hình thức nha. Một là chuyển khoản ngân hàng, anh em có thể chuyển khoản trực tiếp qua cho mình luôn. Còn hai á là thanh toán khi nhận hàng nha mọi người. Và sau khi mọi người đã đọc xong rồi á, anh em bấm vào tích vào ô này nha, xong rồi bấm đặt hàng là xong luôn rồi đó. Một cách đặt hàng rất là đơn giản và hiệu quả ha. Đây là hóa đơn của mọi người khi mà đặt hàng thành công rồi nha. Nếu như mọi người có bất kỳ thắc mắc hoặc là cần sự hỗ trợ nào á, thì đừng ngần ngại nhắn tin với tụi mình ở đây nha. Sẽ luôn có nhân viên trực để trả lời mọi người. Hãy ghé BNU Store để ring về cho mình những sản phẩm thời trang ưng ý nhé mọi người.